cũng cảm ơn cô Tư Hiện Tư là giúp đỡ được trả số nợ với lên sửa được cái nhà là quá mừng rồi. Còn phần xe đẩy thì xong cái nhà mới làm xe đẩy cho vợ bán cháu trắng. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay sau khi mà nhận được một số tiền hỗ trợ thì Bùi Hồ có quay lại cái hoàn cảnh của gia đình anh Hiếu. Thì hôm nay thấy nhà cửa của anh thì sắt đồ cũng mới mua về nè. Điều đặc biệt ở đây thì hôm nay nhìn thấy cái nhà của anh nó được cao hơn và dần với lại cái những cái mái tôn mới hơn nè. Ở đây là cái này là của cái xe đẩy hay anh Hiếu? Hôm nay thì em ghé nhà mình em thấy nhà mình hôm nay nó thoáng cao mát quá. Sửa lại có tiền sửa lại giữa mát mẻ mừng. Anh sửa khi nào? Mới sáng giờ làm. Dạ. Cái mái tôn này là mình tự nâng lên luôn hay là nhờ thợ? Mình tự làm nhà không. Vậy hả? Hết chi phí là khoảng bao nhiêu tiền hay anh ha? 11 triệu. Dạ. Còn phần vách ở bên đây nữa. Vách này nữa mình dựng cái mặt xuống nữa. Dạ. Có phun bụi vô đây chơi thì ngưng rồi. Dạ. Phun bụi rảnh rửa về. Cái chi phí mình của cái sườn này thôi. Cái máy này, tức là cái khung sắt này thôi là 11 triệu đó hả? Ừ. Còn như, cái xe đẩy. Như cái sườn này, không mua dư chung mình về làm xe đẩy luôn. Cái này là mình đóng khung xe luôn đây. Làm xe đẩy luôn. Rồi mai mốt mình lót bằng gì anh? Tôn. Tôn hả? Rồi chị. La này nè. Mua ba la này để dựng lên bên hông. Dạ. Mấy cái hông này để dựng bên hông xe đẩy nè. Ừ. Vậy là anh trả hết nợ luôn chưa? Hết luôn rồi đó. Anh luôn khỏe chưa, ăn uống ngủ ngon chưa? Ngủ thẳng giấc rồi. Chứ được cái nhà là mừng rồi. Dạ. Xong tiền nợ đằng với tiền cái nhà xong rồi khỏe. Giờ đi mặn kiếm 150 gì ăn cũng được. Hết đi gầu lỗ nợ rồi. Cái nhà anh nói ở trên này là không là mười mấy triệu hả? Không. Hết luôn ha. Con với sự mua dư giờ làm xe đẩy luôn á. Em thấy cái còn phần vách nó bị gian dở kìa. Con vách này thì còn phải tốn một phút nữa. Lấy tôn cũ đắp vô. Rồi ba tôn cũ trước mình lột ra, cái máy này lột ra nè. Anh làm khi nào? Em mới lên anh thì mới cách đây có 2 ngày mà. Mới mua sắt chiều qua, mới làm sáng này. Mới làm sáng này mua, hôm qua chiều qua anh mua luôn. Chiều qua chở qua luôn, mới sáng rồi mới làm. Có mấy người làm hay là chỉ mình anh làm thôi? Mình một với mướn cái anh theo phụ. Mướn anh đó là mình phải trả tiền công thêm. Đưa sắt rồi lên tiếp. Dạ. Cô bác của anh chị thì anh Hiếu là làm cái nghề gọi là nghề hàng này nè. Phải không anh Hiếu? Cái này là cái nghề anh ở trên bờ khi mà anh không còn lặn nữa phải không? Bên này là bên nhà tiền chế. Dạ. Mai mốt thì anh sẽ đi làm cái nghề này luôn. Đi làm ăn công đây để ai mướn người đi làm. Có một số người ở trên mạng sau khi em đăng clip lên á thì họ nói là thôi thì cứ để số điện thoại anh lên đi, ai cần sự giúp đỡ thì liên hệ trực tiếp với anh. Như thế nha anh Hiếu nha. Dạ, cho em vô tham quan vòng vòng ở trong ấy. Cái phần này lúc trước là máy này là máy cũ anh. Cây này là cây gì đây? Cây bình đằng không à, mục hết rồi. Dạ. Rồi mình đăng lên cao mơ gắn tháo máy này bỏ. Anh nói là anh thiếu nợ là do lúc trước là mình mua cái nhà này đó hả? Hốt hội mua nhà này đó hả? Mua nhà này. Mình sửa lại được gì cũng mừng rồi. Cái khúc sau chưa sửa, khúc sau nào có tiền thì sửa nữa. Sửa tiếp. Giờ mình thợ nhà thì làm lấy gai. Dạ. Mai nào được mừng mới lấy. Lúc trước là chưa lợp là mưa dột dữ không? Dột. Mà nó lại thấp như thế này nó trên. Vô nhà đâu chịu nói đâu, ra ngoài ngồi. Vô nhà không? Đêm mới ra vô ngủ thôi. Dạ. Bây giờ cao lên thì nó thoáng hơn phải không? Giờ nó cao nó thoải mái chút. Rồi cái phần trống này là anh nói là nữa mình mua để mua tôn dừng từ đó ra đây. Dạ. Dừng xuống tới mí này. Ừ. Chị hôm mấy hôm nay thì có chuẩn bị để mà chuẩn bị tư thế để mà đi bán cháo không? Rồi cũng ham lắm, rửa nồi rửa bọng thì sẵn hết rồi. Nào làm xe đẩy xong nấu. Thôi vậy là vui rồi. Thôi cho em vô vòng vòng tham quan nhà đấy. Cái phần vậy là cái ở ngoài trước này là một mái thì anh dựng này cao lên trở thành nhà hai mái. Mua làm thì mới Mỹ một mái đó. Giờ mình làm luôn hai mái. Vậy là phần ông thấy nó phải có tiền thì mình làm thêm ha. Thấy phần trước này nó bằng sắt nè. Còn cây. cái khung đằng sau này bằng cây. Phải có tiền rồi làm luôn cây luôn, làm sắt luôn cho nó tiện luôn. Cây này lâu chưa? Cái nhà mình là lúc trước là mình mua lại là bao nhiêu tiền? Nhà này hồi đó là
mua cái hả, mua là 30 mấy triệu, rồi sửa lại vòng vòng cũng chạy ra 5 mấy. Dạ. Nhà đất luôn. Còn cây thì mưa lúc hay chồng cũ nó ở nó không có lợp, bỗng nhiên nó mục rồi. Ừ. Vô đây em thấy nóng quá. Nóng. Nè, thấy rõ ràng là anh chỉ mới làm ở bên đây nè mọi người. Bên đây là cái phần sườn cây đó, cây bạch đằng. Còn bên đây là tiền chế bằng sắt. Hai máy nó khác nhau. Ở trong này thấy nóng quá anh Hiếu. Nóng lắm. Anh có thường ở trong này không? Ít lắm. Chị ra bằng đêm vô ngủ rồi bằng ngày ở ngoài trước. Ở này có đèn không ta? Có. Bật đèn nha. Đèn đâu? Kim sợ. Chị đang làm gì chị? Làm đồ ăn. Dạ. Mấy ngày nay thì anh Hiếu trả hết nợ thì chị thấy sao? Khỏe. Dạ. Rồi chị có thích cái nghề bán cháo này không? Mà chứ chị ham rồi đó vậy. Chị ham nghề bán cháo trắng hả? Mà, tại đi mổ ốc với xong rồi đâu có ai đâu. Đâu giờ, có ai đâu phụ nấu hả? Bây giờ anh Hiếu lên bờ rồi chị. Anh hàng xe, anh đi làm, chị đi bán vậy đó. Ừ. Anh thêm kiếm tiền vậy đó. Dạ. Mai mốt là anh nghỉ mò luôn. Dạ. Ừ. Ở trong này là tất cả ton hết hả chị hả? Là cái phần này là mình nấu ăn ở đây luôn. Nấu ăn đây này, cái tao có chỗ là có nhiêu đó, mua là có nhiêu đó. Ừ. Nhà mình dài nhiêu anh Hiếu? 12 mét. Ngang là 3,5 mét không? Ngang 3 mét. Ngang 3 mét hả? Mua được cái nhiêu đó làm thằng đứa đồ trước đó, bởi vì. Dạ. Ở đây là cái chổng của anh với chị ngủ ở đây. Ngủ ở đây rồi nấu ăn ở chỗ này luôn. Ở chỗ này. À, cái bếp ngay chỗ ngủ chung luôn hả? Ừ. Chỉ cho nên mình đâu có đắt nữa đâu. Ồ. Rồi nấu ăn gì rồi nó có nó hôi không ta? Tối rồi ngủ quá chị. Không có hôi mình. Cái phần đất ở đằng sau là mình hết rồi hả? Hết rồi. Chị mấy nhà nó không mua đó, không có mấy nhà này không là. Ồ. Trong nhà khu vực nhà luôn. Em thấy ngoài trước thì ngoài trước nó có một cái nhà vệ sinh. Thế mình dạ. Đâu có đất đâu phải làm nữa. Ừ. Xây đào hầm cầu thì ở dưới sàn mình đâm móng lên đó. Dạ. Hôm trước cô Tư nói nghe anh nói quá xúc động. Hôm nay cô Tư cũng có hổng ngày hôm qua nay cũng có hỏi thăm anh. Hôm nay có nói lời nào với cô Tư không? Cũng cảm ơn cô Tư Yên Tư giúp đỡ được trả số nợ với lên sửa được cái nhà là quá mừng rồi. Còn phần xe đẩy thì xong cái nhà mới làm xe đẩy cho vợ bán cháo trắng. Dạ. Chị là dự định là mình bán cháo trắng là cháo gì chị? Đu đủ với mắm thôi ha. Đu đủ với mắm là được rồi. Mình nấu cháo với lá dứa, cháo đậu đen. Cái dạng đồ này thì đi lãnh làm lây ghê, lây ghê. Đây là cái dụng cụ anh làm đó hả? Máy hàng, máy cắt, máy khoan. Máy này đắt tiền không anh? Cái máy này có 20 mấy à. Ừ. Chung là mua đồ rẻ mà tại mình không có vốn, mua quá đồ rẻ trung bình xài. Đồ Trung Quốc ha. Ừ. Là cái máy xuồng mình đem lên rồi nè. À, cái máy xuồng bây giờ mình không lặn nữa, mình đem lên đây luôn. Ở bình hơi giờ để dành mình làm hàng rào, người ta sơn hàng rào rồi luôn, chế mua tiêu vô. Còn cái bình hơi này là hôm trước là cô bé ở Việt Kiều Úc á gửi tặng nè. Với cái máy đó. Còn cái máy này luôn. Mà hôm nay thì anh hôm trước có nói thì hôm nay anh gỡ lên hết rồi. Anh không lặn ở dưới sông nữa. Thấy mình có cái tài gì thì mọi người biết đến, nhưng mà hôm nay nghỉ thì anh có cảm thấy buồn không? Cũng không buồn gì mấy, tại mình nợ nặng nhiều quá mới đi cài với sông trả nợ, còn giết nợ này cũng không thanh thản rồi. Dạ. Mặn với sông thì cũng bắt ốc gạo căng ta ngày cả 100 ký, thấy xác xanh quá về cũng tội. Ước gì có dư số vốn vào giờ nữa thì mua ốc phóng xanh lại lê ra ngày 5-7 ký. Gỡ nghiệp hả? Gỡ nghiệp lại. Ừ. Thấy khổ ghê không mọi người, quay ở đây cận cảnh lại cho mọi người thấy nè. Ở đây cái phần ở bên đây mà anh che, sau khi mà che lên cao cái phần mái trên đó, cái phần này ton nó bị hụt. Thì ngoài kia thì nữa anh sẽ mua thêm dán chấp ở trên kia. Ton. Hàng xéo quá anh hả? Ừ. Ừ. Thôi em tham quan vậy được rồi. Đây là cái nhà vệ sinh, anh cắt ở ngoài trước nhà luôn tại vì không có đất á. Hôm nay tham quan gì là vui quá rồi, gặp gì quay trở lại nhà anh với chị vui quá rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chúc gia đình làm ăn phát đạt.